Xin kính chào tất cả các thầy cô, các quý đồng nghiệp cùng các anh các chị ở các điểm cầu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài báo cáo về cập nhật điều trị rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân đái tháo đường có mảng xơ vữa, với sự trình bày của thạc sĩ Lê Thanh Huyền đến từ đơn vị nội tiết hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và xin mời cô Huyền ạ. Và quý đồng nghiệp, em cập nhật điều trị rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân đái tháo đường có mảng xơ vữa. Như chúng ta đã biết, đái tháo đường thì ngày càng phổ biến. Theo một ước tính năm 2016, trên thế giới có khoảng 425 triệu người mắc đái tháo đường type 2. Có đến 40-70% bệnh nhân thì không đạt được mục tiêu điều trị HbA1c. Bên cạnh đó, các yếu tố nguy cơ kèm theo như thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu thì càng không đạt được mục tiêu nhiều hơn từ 65 cho đến 85%. Như vậy, ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, nguy cơ đối mặt với cả biến cố tim mạch cao gấp đôi so với người bình thường. Có một nghiên cứu tổng hợp từ 4 nghiên cứu ở Mỹ từ năm 1965 cho đến 1990 thì thấy rằng có đến 55% bệnh nhân đái tháo đường tử vong là do bệnh lý tim mạch, đặc biệt là các bệnh lý mạch vành. Như vậy, việc tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch là rất quan trọng trong quá trình điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Vì sao đái tháo đường lại làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch? Một nghiên cứu được thực hiện ở Anh ở 1,9 triệu bệnh nhân theo dõi trong vòng 5 năm tìm kiếm mối quan hệ giữa đái tháo đường type 2 với cả 12 bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân trên 30 tuổi thì cho kết quả thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân có biến cố tim mạch chủ yếu là do xơ vữa, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh mạch ngoại vi rồi suy tim. Vậy mảng xơ vữa được hình thành từ khi nào? Mảng xơ vữa thì được hình thành từ rất là sớm, ngay từ khi bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng, đến khi mà mảng xơ vữa này phát triển ngày càng lớn và có thể vỡ ra và nứt vỡ ở đâu thì sẽ gây biến cố nguy hiểm ở đó, đặc biệt là ở não, tim, thận rồi mạch máu ngoại vi. Và đặc biệt khi mà bệnh nhân đã có biến cố tim mạch thì làm tăng gánh nặng chi phí cho bệnh nhân nhiều hơn. Chính vì vậy, một trong những mục tiêu điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường đó là kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết Canada từ năm 2018 đã đưa ra các bước điều trị làm giảm biến cố tim mạch. Đầu tiên đó là việc kiểm soát đường máu, thứ hai là kiểm soát huyết áp và thứ ba đó là kiểm soát rối loạn mỡ máu. Vậy trong ba yếu tố này thì kiểm soát yếu tố nào thì sẽ cho tác động sớm? Có một nghiên cứu cho thấy rằng khi mà điều trị bằng rối loạn mỡ máu bằng statin thì sẽ cho thấy có một cái hiệu quả lợi ích mình có thể phát hiện trong vòng vài tháng. Trong khi đó thì cái việc kiểm soát huyết áp và kiểm soát mỡ máu thì có thể mình nhận thấy kết quả phải vài năm sau mới thấy. Chính vì vậy, cái việc kiểm soát sớm rối loạn lipid máu được đặt ra ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, ở bệnh nhân đái tháo đường thì cũng có cái bi lăng tim mạch khác, bi lăng về rối loạn mỡ máu khác biệt. Ở bệnh nhân đái tháo đường thì có tăng lipoprotein thứ phát là do tăng tình trạng đề kháng insulin, làm tăng ly giải tế bào mỡ, tăng axit béo tự do trong máu và tăng chuyển hóa về gan, làm cho gan tăng tổng hợp triglycerid ApoB và tăng các LDL cholesterol trọng lượng phân tử thấp. Và người ta thấy rằng vai trò của LDL nhỏ động đặc thì ngày càng quan trọng bởi vì nó chính là cái yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ xơ vữa do ngấm tốt hơn qua thành mạch, gắn chặt hơn với cả proteoglycan nên nằm ở dưới lớp nội mạc sâu hơn, gắn với thụ thể LDL ít hơn nên khó thải trừ qua huyết tương, dễ bị oxy hóa và dễ bị glycat hóa. Hai quá trình này chính là để tạo ra gốc tự do và kích thích quá trình viêm và xơ vữa. Ngoài ra nó còn có một vài các yếu tố tác động khác như thúc đẩy sinh tổng hợp thrombosan A2, tác động lên nội mạc hoặc tăng các gốc oxy hóa. Tất cả những yếu tố đấy làm cho thành mạch bị tổn thương và tăng nguy cơ hình thành mảng xơ vữa. Chính vì vậy, cái việc mà điều trị rối loạn lipid máu thì được các hiệp hội trên thế giới đưa ra từ rất là sớm. Ví dụ như Hiệp hội Nội tiết Mỹ hay Hiệp hội Thực hành Mỹ từ năm 2017 thì cũng đã xếp các bệnh nhân vào các tầng nguy cơ từ thấp, trung bình cao đến cực cao, kèm theo đó đó là các mục tiêu điều trị về LDL cholesterol. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi bệnh nhân đã có đái tháo đường đã được xếp nguy cơ từ cao cho đến rất cao. Theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 cũng đã phân tầng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường là khi bệnh nhân đã có đái tháo đường thì đã được xếp là nguy cơ trung bình, khi kèm có yếu tố nguy cơ hoặc đái tháo đường lâu năm thì nó sẽ là nguy cơ cao và nguy cơ rất cao.
Đây là một cái bảng tổng hợp chiến lược kiểm soát mỡ máu dựa trên mức LDL cholesterol ban đầu của bệnh nhân chưa điều trị với cả cái yếu tố nguy cơ tim mạch tổng thể tính theo thang điểm score. Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì cái việc kiểm soát rối loạn mỡ máu từ việc là điều chỉnh chế độ sinh hoạt cho đến việc điều trị thuốc, để đơn giản cho quá trình thực hiện trong quá trình thực hành trên lâm sàng, thì NSAID ATP3 kèm theo với cả Hiệp hội Nội tiết Châu Âu, Hiệp hội Xơ vữa Châu Âu hay Hiệp hội thì cũng đã đưa ra các xếp các nhóm bệnh nhân thành các yếu thành các phân tầng thành các nhóm nguy cơ thấp, trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kèm theo đó là các mục tiêu về LDL cholesterol mà bệnh nhân cần phải đạt được. Ở đây là những khuyến cáo mới theo Hiệp hội Nội tiết và Hiệp hội Tim mạch Châu Âu và Hiệp hội Xơ vữa Châu Âu năm 2019 thì có đưa ra một vài khuyến cáo mới như sau. Thứ nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 có yếu tố nguy cơ rất cao thì mức LDL cholesterol cần đạt được là dưới 1,4 mmol trên lít hoặc giảm ít nhất là trên 50% giá trị cơ ban đầu. Thứ hai, ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có yếu tố nguy cơ cao, mức LDL cholesterol cần phải đạt được là dưới 1,8 mmol trên lít hoặc giảm ít nhất là trên 50% giá trị ban đầu. Thứ ba, đối với bệnh nhân đái tháo đường type 1 có nguy cơ cao hoặc là rất cao thì cần phải được điều trị bằng statin. Liệu pháp statin đơn độc thì được khuyến cáo điều trị đầu tiên. Tuy nhiên, khi mà liệu pháp này mà không đạt được hiệu quả thì sẽ cân nhắc phối hợp với các thuốc khác. Và hiện tại thì khi phối hợp statin với cả exenatide thì đã được khuyến cáo và cho thấy có hiệu quả điều trị. Statin thì không được khuyến cáo điều trị ở bệnh nhân có thai và phụ nữ đang cho con bú. Như vậy, statin là sự lựa chọn để điều trị LDL cholesterol, nhưng lựa chọn như thế nào đúng để làm giảm tích cực LDL, thứ hai là đủ để đạt được liều hiệu quả phòng ngừa biến cố tim mạch tối ưu. Đây là bảng các nhóm thuốc điều trị rối loạn mỡ máu thường dùng với đặc tính trên các thành phần lipid máu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong tất cả các nhóm thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, chỉ có nhóm statin là có hiệu quả kiểm soát LDL cholesterol là tốt nhất. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng là tăng HDL cholesterol tương đối và có tính dung nạp tốt. Đó là lý do vì sao statin được lựa chọn điều trị. Trong bản thân các thuốc trong nhóm statin thì cũng có liều và điều trị khác nhau trên các thành phần lipid máu. Ở đây theo bảng này chúng ta thấy rằng là trong nhóm có atorvastatin và rosuvastatin là hai thuốc mà giảm LDL cholesterol tốt nhất với liều tối đa từ 50% cho đến 55%. Các hiệp hội trên thế giới, Hiệp hội Nội tiết Châu, Hiệp hội Nội tiết Mỹ, Hiệp hội Nội tiết Việt Nam cũng đã đều đồng thuận với nhau để phân loại các statin theo hiệu quả điều trị làm giảm LDL cholesterol thành 3 nhóm là liệu pháp cường độ thấp, cường độ trung bình và cường độ cao với các liều và các thuốc khác nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng đối với liệu pháp statin cường độ cao thì chỉ có hai nhóm thuốc, đó là atorvastatin với liều 40 mg và rosuvastatin với liều ít nhất là 20 mg. Và khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết Mỹ năm 2019-2020 đều đồng thuận để lựa chọn statin là theo yếu tố nguy cơ tim mạch. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà bệnh nhân có trên 40 tuổi có đái tháo đường thì dù có hay không có yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch sơ vữa thì cũng đều phải dùng statin với liều từ trung bình cho đến cường độ cao. Trong trường hợp bệnh nhân dưới 40 tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạch sơ vữa thì sẽ cần phải điều trị với statin cường độ cao. Còn nếu không có yếu tố nguy cơ tim mạch sơ vữa thì có thể cân nhắc điều trị cường độ trung bình khi mà bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ. Chính vì vậy, một số điều được rút ra từ khuyến cáo là thứ nhất là phải kiểm soát đa yếu tố nguy cơ, nâng mức cảnh báo lên trên hơn ở bệnh nhân đái tháo đường. Kiểm soát LDL cholesterol càng sớm càng tốt và càng thấp càng tốt. Ở bệnh nhân đái tháo đường trên 40 tuổi thì được khuyến cáo đã điều trị với cả statin. Chúng ta thấy rằng statin thì chắc chắn là cần phải điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường và rất nhiều nghiên cứu trên thế giới thì cũng đã được tiến hành để đánh giá hiệu quả của các statin trên bệnh nhân đái tháo đường để giảm biến cố tim mạch. Sau đây em xin trình bày một số cái nghiên cứu cơ bản thôi ạ. Cơ bản, những nghiên cứu Kha được thực hiện năm 2004 đánh giá hiệu quả của atorvastatin liều 10 mg so với cả placebo thì cho thấy rằng là tỷ lệ giảm được 37% biến cố tim mạch nặng
kể cả đột quỵ. Nghiên cứu HOPE được thực hiện để so sánh rosuvastatin với liều 10mg so với cả nhóm giả dược thì cũng cho thấy hiệu quả rất tốt, là giảm đến 25% nguy cơ tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Nghiên cứu JUPITER được thực hiện trên 1.700 bệnh nhân theo dõi trong vòng 1,9 năm, đánh giá hiệu quả điều trị của rosuvastatin với liều 20mg so với placebo thì cũng đã đưa ra được một số những kết quả rất ấn tượng. Ví dụ như là tần suất mới mắc cộng dồn chính để giảm đến 35-39% ở nhóm bệnh nhân mà có một và có nhiều yếu tố nguy cơ về bệnh đái bệnh tiểu đường. Thứ hai là nó có tác dụng làm giảm kết cục tim mạch như giảm biến cố tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tái thông mạch vành và đau thắt ngực trên 40%, và đặc biệt là nó làm giảm tỷ lệ tử vong chung lên đến 20% ở những bệnh nhân có nguy cơ, mặc dù thời gian điều trị chỉ khoảng tầm 1,9 năm. Nghiên cứu JUPITER thì cũng đã đưa ra là ngoài rosuvastatin thì ngoài hiệu quả giảm LDL cholesterol, nó còn có tác dụng làm giảm hsCRP. Cái này đây cũng là một cái yếu tố quan trọng trong việc hình thành mảng xơ vữa. Về tác dụng ngoài ý của các statin thì các thử nghiệm lâm sàng từ chương trình Galaxy cho thấy là các tác dụng ngoại ý của các statin là tương đương nhau. An toàn trên cơ thì ở đây chúng ta thấy rằng là tần suất làm tăng CK thì chỉ khoảng từ 2 cho đến 2,5%, trong đó có hai nhóm là rosuvastatin và atorvastatin thì tỷ lệ này thấp hơn, chỉ tầm khoảng 1%. An toàn trên gan của các nhóm statin thì cũng thấy rằng là cũng khá là an toàn. Tăng mỡ, tăng men gan chỉ gặp trong khoảng 2% các trường hợp. Và ở đây chúng ta thấy rằng có vẻ như là rosuvastatin thì có làm tăng men gan ít hơn nhiều so với nhóm simvastatin và atorvastatin. An toàn trên đối với thận thì không có bằng chứng rõ ràng là statin có tác dụng có lợi hay bất lợi lên đối với ý nghĩa lâm sàng đối với chức năng thận. Tuy nhiên, các báo cáo thì cho thấy rằng cũng có xuất hiện những tỷ lệ đạm niệu ở khi mà điều trị statin. Đặc biệt phân tích kỹ ở nhóm rosuvastatin khi dùng với liều 80mg thì thấy rằng là có tăng khoảng 12% bệnh nhân là có đạm niệu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo điều trị thì rosuvastatin thường dùng với liều khoảng 40mg nên nó cũng tương đương với cả các loại statin khác. Về nguy cơ mắc đái tháo đường mới mắc thì cũng có một tỷ lệ dùng statin sẽ có tăng nguy cơ mắc đái tháo đường cao hơn ở những bệnh nhân lớn tuổi. Tuy nhiên, đặt giữa lợi ích và nguy cơ của việc dùng statin thì cái việc điều trị statin ở bệnh nhân đái tháo đường vẫn được đặt ra. Qua bài báo cáo trên thì em xin đưa ra một số kết luận như sau. Thứ nhất là kiểm soát đa yếu tố nguy cơ tim mạch là nền tảng trong điều trị bệnh nhân đái tháo đường hiện nay. Kiểm soát rối loạn mỡ lipid máu là cho hiệu quả sớm nhất. Các khuyến cáo trên thế giới, Hiệp hội Nội tiết Mỹ, Châu Âu hay là Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, Hiệp hội Nội tiết Việt Nam thì đều đồng thuận vai trò không thể thiếu của statin trong việc kiểm soát rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Bài báo cáo của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Và xin cảm ơn cô Huyền. Xin mời các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu có thể đặt câu hỏi cho cô Huyền. Và trong hội trường chúng ta còn có Phó Giáo sư Nga, trưởng đơn vị nội tiết của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin hỏi cô Huyền và cô Nga, tức là nếu mà như vậy là trong sẽ có rất nhiều cái nhóm statin khác nhau đúng không? Và như vậy là cái lựa chọn cái thuốc statin nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố mà thầy thuốc phải xác định, chứ không phải là cứ thấy là xét nghiệm tăng mỡ máu là tự đi mua một cái loại thuốc về uống đúng không ạ? Vâng, thì cô có thêm cái ý kiến gì về cái vấn đề này không? Dạ, cảm ơn câu hỏi của thầy Thành. Đây là một cái thực tế rất thường gặp trên lâm sàng, đặc biệt là các bác sĩ nội khoa, bác sĩ đa khoa thì cứ khi thấy xét nghiệm mỡ máu của bệnh nhân tăng là các bác sĩ cho thuốc mỡ máu mà các bác sĩ không phân tầng nguy cơ tim mạch. Và đặc biệt là không phải là cứ mỡ máu tăng là mình sẽ dùng thuốc luôn. Tuy nhiên thì đối với những cái bệnh nhân ở nó sẽ có cái phân tầng nguy cơ tim mạch và cái mức độ mỡ máu tăng đến một mức nào đó thì khi mà đã sử dụng statin, khi mà đã điều trị bằng thuốc mỡ máu, nghĩa là người ta đã thực hiện chế độ ăn và luyện tập không kiểm soát được, thì lúc đấy người ta dùng thuốc mỡ máu suốt đời giống như là
là thuốc đái đường và thuốc tăng huyết áp. Ngoài ra thì đối với những bệnh nhân đái đường và những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao thì bản thân bệnh đái đường đã được coi là bệnh nếu như mà dưới 10 năm mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta đã coi là người có yếu tố nguy cơ tim mạch trung bình rồi. Thế còn nếu người đái đường mà có thêm một yếu tố nguy cơ tim mạch như là tăng huyết áp hoặc là rối loạn mỡ máu hoặc là có hút thuốc lá vân vân thì chỉ cần có thêm một yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là đái đường trên 10 năm thì người ta đã xếp vào bệnh nhân đái đường đó là có nguy cơ tim mạch cao. Còn nếu có trên 3 yếu tố nguy cơ thì đã gọi là nguy cơ tim mạch rất cao. Thì trong trường hợp đấy người ta phải sử dụng statin cường độ ít nhất là cường độ trung bình, nếu không thì phải là cường độ cao. Thế thì đối với cường độ cao thì chúng ta chỉ có hai statin được sử dụng trên lâm sàng, đó là atorvastatin và rosuvastatin. So sánh hai loại thì rosuvastatin thì có hiệu quả kiểm soát được mỡ máu và atorvastatin thì giảm được tới 50%, nghĩa là đáp ứng được cái nhu cầu mà hạ được cái LDL cholesterol theo cái khuyến cáo đối với những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao. Tuy nhiên thì nếu dùng atorvastatin thì liều nó phải gấp đôi so với atorvastatin, so với rosuvastatin. Và khi vậy khi mà dùng statin mà cái liều càng cao thì các cái tác dụng phụ nó càng nhiều. Ngược lại thì những cái bệnh nhân mà không cần dùng đến các statin cường độ cao thì chúng ta có thể sử dụng các statin cường độ trung bình hoặc là cường độ thấp. Đấy, thì nó tùy thuộc vào cái nguy cơ tim mạch của từng bệnh nhân để chúng ta quyết định. Đối với những cái bệnh nhân mà bình thường mà đã thực hiện chế độ ăn và luyện tập mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì thì với mức mà cholesterol toàn phần lớn hơn hoặc bằng 8 hoặc là LDL cholesterol lớn hơn hoặc bằng 5 thì lúc đó mới có chỉ định dùng statin. Nghĩa là những người mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì, không đái đường vân vân, không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì thì với cái mức đã thực hiện chế độ ăn và luyện tập ít nhất là 3 đến 6 tháng mà không đạt được cái mức LDL cholesterol mà cholesterol toàn phần trên 8, trên hoặc bằng 8 hoặc là LDL cholesterol trên hoặc bằng 5 thì lúc đấy chúng ta phải thiết lập statin và chúng ta sẽ dùng sử dụng statin là lúc đấy là sử dụng kéo dài suốt đời chứ không phải là chúng ta chỉ dùng một tháng xong chúng ta lại ngừng như là rất nhiều các bệnh nhân là cứ đến là phàn nàn là bác sĩ cho tôi dùng thuốc thì lúc tôi dùng thì tôi xuống nhưng mà ngừng thì lại lên, hoặc là nhiều bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì nhưng mà cholesterol chỉ có 5,5, 5,8 thôi là các bác sĩ đã cho statin rồi thì cái điều đấy nó cũng không đúng. Đấy, thì cũng chia sẻ với thầy Thành và các bạn ở các đầu cầu như vậy. Vâng, thì như vậy là có một số nhóm tức là chúng ta thậm chí có thể phải dùng cái thuốc statin đấy là suốt đời đúng không? Tại vì có rất nhiều người bệnh và những người cũng người thân với tôi chẳng hạn đấy, tức là nói là nhịn ăn lắm rồi, tập thể dục nhiều lắm rồi mà làm sao mà cân thì nó cũng chả giảm được. Đấy, mỡ máu thì vẫn tăng. Đấy, thì cái nhóm đấy chắc là sẽ phải dùng cả đời đúng không ạ cô Nga? Đúng là như vậy. Khi mà nếu có yếu tố nguy cơ tim mạch thì cái người đấy cũng phải dùng suốt đời. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải theo dõi tác dụng phụ của các statin này. Còn lại thì những người mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch mà mức cholesterol đã đạt được mục tiêu cần phải điều trị rồi, mặc dù đã thực hiện chế độ ăn và luyện tập, thì lúc đấy người ta không kiểm soát được thì người ta phải dùng cũng suốt đời và người ta cũng phải theo dõi để chỉnh liều phù hợp và cũng phải xem xét các tác dụng phụ của các statin. Vâng, xin cảm ơn cô Nga. Tiếp theo xin được rà soát lại các ca.